Trong một nghiên cứu của Vietnam Direct, ở Việt Nam hiện có khoảng 10.000 cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý. Tuy vậy, lĩnh vực trang sức hiện chưa có thương hiệu nào chiếm lĩnh thị trường, dù có nhiều tên tuổi lớn như P&G, SGC, Gucci, Bảo Tín Minh Châu. So với dư địa thị trường thì thị phần của các hãng trên chưa phải là lớn. Các chuyên gia cho rằng thị trường vàng trang sức Việt Nam thật sự rất tiềm năng. Theo ước tính của công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey, trong 10 năm tới, tầng lớp trung lưu ở Việt Nam có thể tăng thêm 37 triệu người, trải rộng về mặt địa lý. Theo chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, thị trường trang sức của Việt Nam được đánh giá có sự gia tăng nhanh và mạnh. Những năm qua, tốc độ phát triển đạt 7-11% trên một năm. Con số này rõ ràng đã mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp vàng nói chung và trang sức nói riêng khi tham gia sản xuất, kinh doanh.